Norwich City's fan Pookie đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng cho sự nghiệp thi đấu của mình tại Hoàng Anh. Cầu thủ người Phần Lan là chân sút thứ hai trong lịch sử ghi được 5 bàn thắng trong 3 trận đầu tiên của đấu trường cao nhất nước Anh. Vẫn là cách ghi bàn quen thuộc nhưng ở một tầm cao mới. Kỳ không phải là trường hợp đầu tiên trong số những cầu thủ chơi hay ngay khi mới tăng hạng từ giải hạng nhất. Dưới đây là danh sách những chân sút tỏa sáng cho các đội bóng mới tăng hạng ngay trong mùa giải đầu tiên ra mắt tại Hoàng Anh. Kevin Phillips xứng đáng là một cỗ máy săn bàn chính hiệu cho Sunderland những năm cuối thập niên 90. Sau khi ghi tới 23 bàn thắng giúp cho mèo đen giành vé thăng hạng, Phillips chính là niềm hy vọng lớn nhất cho một suất trụ hạng trong mùa giải 1999-2000. Nhưng anh ấy thậm chí còn làm được nhiều điều hơn thế. Tuyệt vời, siêu kép lại ghi bàn, một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Thành tích đáng kinh ngạc với 30 bàn thắng ngay trong mùa đầu tiên ra mắt tại Premier League đã giúp cho anh giành danh hiệu vua phá lưới cùng chiếc giày vàng châu Âu, còn mèo đen cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Cơ hội đây rồi và bàn thắng đã tới, đó là Marcus Stewart. Được truyền cảm hứng từ đồng hương người Anh, Marcus Stewart của Ipswich Town đã có một mùa giải đầu tiên đáng nhớ trên top đầu của bảng xếp hạng Hoàng Anh. Cái di chuyển thông minh cùng khả năng dứt điểm tốt của anh đã mang tới rất nhiều khó khăn cho mọi hàng phòng ngự tại giải đấu. Vượt qua đường hậu vệ, vượt qua thủ môn và ghi bàn, dấu chấm hết cho The Kop. Thành tích 19 bàn ghi được đã giúp cho một đội bóng được cho là ứng cử viên cho tấm vé xuống hạng trước mùa giải cán đích ở vị trí thứ 5 và giành một suất tham dự cúp châu Âu. Nhưng đôi lúc một cá nhân xuất sắc là không đủ để đảm bảo một suất trụ hạng cho các đội bóng cân bình. Đó là trường hợp của Crystal Palace và Andrew Johnson trong mùa giải 2004-2005. Johnson ghi hơn một nửa trên tổng số bàn thắng ghi được của bầy đại bàng trong mùa giải đó. Chỉ có duy nhất Thierry Henry ghi nhiều bàn hơn tiền đạo nhỏ con này tại giải đấu. Cho đến thời điểm hiện tại, AJ vẫn là cầu thủ Palace ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Hoàng Anh, nhưng vẫn không đủ để giúp cho đội bóng trụ hạng thành công. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi chúng ta lại được chứng kiến Southampton thăng hạng, tiền đạo 30 tuổi Ricky Lambert được kỳ vọng sẽ chứng tỏ bản thân tại giải đấu cao nhất nước Anh. Lambert được cất trên băng ghế dự bị trong ngày mở màn mùa giải đối đầu với nhà vô địch Manchester City, nhưng không mất quá lâu để anh chứng minh tầm ảnh hưởng của mình. Ricky Lambert, vua phá lưới giải nhất đã ghi bàn vào lưới nhà đương kim vô địch. Lambert không dừng lại ở đó, anh ghi tới 14 bàn trong mùa giải giúp cho The Saints và cán đích ở vị trí thứ 7, tái hiện lại những gì mà đội bóng đã làm được dưới thời của Matt Le Tissier. Cái tên hoàn tất bản danh sách này là Charlie Austin, cầu thủ bắt đầu sự nghiệp của mình tại giải đấu hạng dưới của bóng đá Anh như Ricky Lambert. Nhưng sau khi giúp cho Queen's Park Rangers giành quyền thăng hạng thông qua tấm vé playoff, Austin nhanh chóng thể hiện được khả năng tại Hoàng Anh bằng việc ghi bàn thắng vào lưới đội bóng tương lai của mình. Tuyệt vời! Ghi bàn ở dạng nhất và tiếp tục ghi bàn ở dạng Hoàng Anh. Tuy vậy, 18 bàn thắng của Austin cuối cùng cũng không thể ngăn được việc Queen's Park Rangers phải xuống hạng. Và có lẽ Daniel Farke sẽ mong rằng số bàn thắng của Pookie sẽ đủ để Norwich ở lại với giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù.